con nè. Dạ. Mấy con đi. Dạ. Dạ chị Trâm, mình mua mấy con cua con phóng xanh nha chị Trâm. Em đặt cô này một tuần thì cổ cứ bắt được mấy con nhỏ nhỏ rồi cô sẽ bán cho mình để mình phóng xanh mỗi ngày. Sẵn em dựng clip luôn, dựng clip đi bơi với đáy cá phóng xanh cua được. Cũng nhiều hả cô? Cua này chắc mua rẻ hả cô? Có 4.000 con rồi cô, cô bán cho người ta 4.000 đồng. Dạ. Cua này có 4.000 đồng một con nha chị. Thì mình cứ mua vậy nha. Dạ, cua biển. Nuôi thời gian nó sẽ to lên á. 9, 10, 11, 12, 13 con. Dạ, 13 con. Rồi, cứ vậy nhân 4. Vậy dạ, lấy luôn đi cô. Dạ, chị Trâm thích mua thể loại này thì em sẽ mua mỗi ngày cho chị nha. 4.000 một đứa. Dạ rồi.